Quá trời đã rồi anh em ơi. Ê, bây giờ ông ta nướng á mày. Không chứ của tao á, là chính rồi đó. Đây đây đây, đây. Chính rồi anh em mày. Chuẩn bị có ăn này. Chuẩn bị khui hàng anh em ơi. Hello mọi người. Nay anh em tụi mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn ngon mà bổ, quan trọng là nó rẻ nữa. Ở dưới này nè, món dưới này nè, chứ không phải ở bên đây, món dưới này nè. À, món này nè anh em mọi người ơi. Hôm nay tụi mình sẽ làm món gà tiềm thuốc bắc trong trái dừa nha mọi người. Mà điều quan trọng là bây giờ là chưa có trái dừa, mà bây giờ dừa ở đâu nè? Dừa... Tao thấy là bên kia có trái dừa đó. À, giờ đi quanh kia lấy trái dừa đi rồi về mình sẽ thực hiện món ăn. À, mà bên kia là bên nào vậy ông nội? Bên hàng xóm nè, bên hàng xóm thấy bên hàng xóm có nè. Đây. Dạ. Dạ. Mình đây. Quen không? Hàng xóm mà quen không? Tao không biết, nó đâu ở nhà tao đâu. Gì? Gì cứu? Sớm mà thấy nó lén quá trời nha mọi người ơi. Rồi sao không nói sớm mà đi qua bển cấp dừa của người ta vậy ông nội? Dạ, dừa nhóc này nè. Rồi sao mày nãy mày không nói tao? Nó chưa kịp nói gì hết trơn, mày xách đi mày chạy đi cấp của người ta mày nói. Làm nó mệt muốn chết chưa? Nãy giờ thằng Thống nó nỗ lực dữ lắm rồi, nó mới lột được trái dừa, nó khui được cái nắp này nghe mọi người ơi. Khui! Chưa? Rồi, giờ... Ê! Trời ơi, hay dữ Huy. Trời ơi, đã giấu nó rồi mà nó còn lại nữa này, đánh hơi hay thiệt chứ. Mày, ê, mày coi tao nè, mày coi tao ảo thật. Cái nước dừa vô cái ly nè. Con gì vậy? Cút hả? Nghĩ sao con gà của tao lan cút? Trời ơi, không có con cút nào đen vậy mày. Anh quýnh cho nó bầm vậy hả? Bậy bạ không. Ê, quýnh cho nó bầm luôn. Trời ơi, cái gấu dừa quá trời. Trời luôn. Quá khứ với gấu dừa. Thử thử cái dừa lá ngon không anh em? Nhà làm gì? Bỏ gà vô hả? Ừ. Uống miếng đi, đi đường mệt uống miếng đi. Đã quỷ. Lạc nhắc. Giờ tới công đoạn là mình nhét con gà vô trái dừa nghe anh em. Nghĩ gì vậy? Xong hả? Uống được không? Thì cho cái này vô đi. Cái đó thuốc bắc đó. Bậy bạ không, xăm là mà xăm. Không ai mà nấu gà ác mà nó xăm. Mày coi tao cho con gà nó ảo thịt nó vô chung vô đó vừa nè. Đủ. Vô con, vô. Nhấn cái đít nó. Ừ. Cái đít. Để tôi coi tao bóp đít nó chạy vô nè. Bóp đít. Hả? Ý. Đấy. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Em phụ cho. Ờ cho nó phụ đi để lát nó ăn nó bứt rứt lắm. Ờ đổ vô đi. Để nó ăn không nó bứt rứt lắm. Nhét vô. Trời ơi, mày rửa tay chưa? Nãy mày có đi đâu không? Sợ sáng đi hai ba lần hả? Trời ơi. Ủ rồi đó nghe. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp. Nói đóng nắp gì mày? Đẩy nắp đó thôi. Vừa mày. Đẩy đó. Nắp chứ mày đóng gì ớn quá. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị giờ làm gì đó. Chuẩn bị nè. Đốt hả? Để. Tao chuẩn bị sẵn hết rồi. Đó, thấy chưa? Ê, ảo. Ê, coi chừng đá vô dao đứt giò. Rồi giờ anh em tụi mình sẽ kiếm chỗ nướng nha mọi người ơi. Giờ anh em tụi mình chuẩn bị xong cái bếp rồi, giờ bắt đầu nấu cái món độc lạ của tụi mình nghĩ ra nha mọi người. Lấy mớ ra bạn ơi. Anh mắc ăn lắm rồi nè. Lấy.
thằng xà quần kêu đâm mới ớt cũng lâu nữa. Thằng này nướng nãy giờ, nấu nãy giờ xong chưa, chín chưa? Tao hỏi con nhọn mỏ luôn á. Để cho nó ra đâm ớt này. Đây nè, ớt đây nè. Ở đây nè ông Cốc ơi. Đã người ta không rủ lại ăn rồi cũng lợi mà cũng sốt sắn đồ lên, nhanh nhẹn đồ lên nó mới cho ăn. Chưa chín mà. Ờ đó ớt không? Nhà có ớt sẵn. Muốn ăn đọt lan bẻ đọt lan luôn. Mày nhanh nhanh cái tay lên đó, mày đó mày ứ hoài. Rồi không cho ăn luôn bây giờ. Rồi mày chín chưa? Mày nấu chín chưa mà mày chửi nó. Lá không? Rồi, cái bắt đầu đó tao thử ra. Đây, lại đây, cái em anh phó hôm để cho mày coi nè. Mày, đi, đi. Ê, nổ nghe, nổ. Ê. Ê, sao ghim được. Ê, đổ cái không ăn được, dành ăn luôn á. Ui, khui. Chưa chín anh em ơi. Chưa hù nước đâu. Chút nữa. Ê, kính lại đi, để kính lại đi. Có khi nào bể chén không? Thơm nhẹ thôi bằng ơi. Trời nó bẻ hết. Bẻ hết cây ớt luôn rồi. Con nhúm muối mà bẻ ớt kìa. Giọng cho bể chén ra thấy cảnh. Trời ơi, coi thằng nấu nãy giờ nấu coi. Nó dễ biết nào chín má. Đố cho chè chậu hay gì đi. Để tôi nè, đây để tao đó, thấy chưa, tôi mới bỏ mấy gấu dừa vô trái hết lóc luôn, trái đựng nó tới luôn. Thôi tôi giờ ngồi bấm điện thoại vậy, thấy không, không làm ăn gì được, má không có camera không làm ăn gì được. Còn kia đâu vậy, gì cũng đứng bấm điện thoại luôn chưa, vậy mà đòi không cho tôi ăn sao được, không có tao với mày làm không được đâu. Nè mày thật tay vô đi. Cái trái vậy đó, mày thập tay vô đi. Cái tự nhiên trái mày ơi. Trời ơi, lộn thấy không? Nè, tao bỏ miếng cáo dừa vô mấy trái á. Gì? Nãy đốt như là ung mũi, khói không. Mày trái cái nắp mày, rớt bụi mày. Quá khứ rồi. Quá đã. Thấy chưa? Ê, tao đốt chưa? Nhà tao đốt quá cô. Giống mày đốt quá. Giống mày thằng thổi nhọn mỏ. Nè, này gương mặt đi lại ăn cá mà không có làm gì được trơn nha mọi người. Rồi dòm không à. Nát nữa mày ăn cái giò. Bỏ con gà vô gà nha. Phải không? Ừ. Đổ xăm vô nữa chi. Mày đổ xăm mày ơi, mày đổ đâu xăm đâu mà xăm nữa, đâu làm nó liệu nữa. Cái đó thuốc bắc người ta mà xăm. À, biết. Đổ thuốc bắc chứ xăm đâu mà xăm. Xăm gà nấu xăm kìa. Bậy bạ không? Gà biết tao mua gà nhiêu không? Gà tao mua 25.000. Chắc có mua. Qua thấy mày đi xin của gà. Bậy bạ, người ta đưa tiền để gọi mày ơi. Nó xin được có mấy bà bán gà quá. Mày biết thuốc bắc đó nhiêu không? 3.000. 40.000. Con gà 25.000, thuốc bắc 40.000 mày ơi. Đục dữ vậy sao? Vậy sao mua 5.000 xăm nấu được rồi? Tầm 7 xăm sao mà được. Xăm luộc gà. Đây thì xăm hành không? Thì cũng xăm, được. Xăm xăm hành không? Lấy cái này tôi xăm hành cho. Thôi. Giống vò vỏ lúa rồi đó nha. Vỏ lúa thời cổ đại. Giống thời cổ đại. Thiệt, à cái vỏ lúa hả? Ừ. Nghe đồn hồi xưa là vỏ lúa, ó lúa rồi chín nó tự lăn vô nhà phải không? Mặt lúa mới lớn đó hả? Vỏ. Cái vỏ thôi phải không? Ừ, nó ăn gian. Dữ dằn. Nó ăn gian vậy luôn á, mình lấy vô mình để luôn đi. Ủa mà hồi xưa mà than mà lúa chín nó tự lăn vô nhà là có không Quy? Không. Tao nói ngày mày. Ủa, lúa động nhà, nó chín cái nó rớt xuống nó lăn vô. Sao tao nghe đồn? Nó chính cái sao tao nghe đồn vậy?
Tao mới nghe mày nói luôn á. Trời, vậy là không lẽ những người lớn trong dòng họ tao dụ tao sao Huy? Phải tao nói rồi, sống này không tin ai được. Đổ bây giờ. Để trò trò thứ đó. Nó đổ một cái nhịn luôn. Chín rồi đó mày. Chưa đâu. Chín đi, chín rồi, giờ nấu cũng 3 tiếng rồi đó. Nấu nãy giờ mát giờ tới chiều luôn. Phải không? 3 tiếng đồng hồ rồi chứ đổ gì. Mẹ vậy sao Huy? Nấu vừa muốn cháy luôn. Mấy giờ mình để cho tự cháy đi, mình quất chặn game đi. Quá trời đã rồi anh em ơi. Ê, thấy giờ ông ta nướng á mày. Công sức của tao á gần chín rồi đó. Đây đây đây, đây chút xíu nha. Gần chín rồi anh em ơi. Chuẩn bị có ăn rồi. Chuẩn bị khui hàng anh em ơi. Bây giờ trước tiên là mình phải làm cái muối ớt thần thánh mới được. Dạ anh cắt cương nặng nha. Nặng chanh vô anh đùa. Giờ mình chia nhau mình làm đi. Phải rồi. Phải vậy mới được chứ. À, nặng đây đó, giao nhiệm vụ cao cả. Đây, đây là thấy tắt nói nha anh em. Ăn ké nó ăn ké nhưng mà mình phải kiếm điều kiện đồ này kia cho nó làm để không thôi nó ăn ké không được. Nè, nó quay coi này nè, coi cho coi nè, giấy nước mắm nè. Chấm nè, im không, im không, im không. Trời ơi, đi dục vô đó, hồi nó thơm sao? Dục rửa tắt cái đó luôn rồi. Để lấy cái tô đi cưng. Cưng lấy cái tô đi. Ăn ké mà hay sai quá. Ê. Má ăn ké mà còn sai nữa. Khui nè, khui nè. Ăn ké mà không có sĩ diện nữa, đợi người ta làm cho ăn nữa. Ê, cho coi cái coi, cho coi cái coi. Yeah. Nhất xứ ba xì anh em ơi. Rồi giờ vào việc, vào việc. Lấy tay bợ vô, lấy tay bợ vô rồi đổ ra. Mày cho tao mượn cái tay của mày đi. Lấy ba tiêu nè. Không được, không được, lấy hai cái gáo dừa kia kìa ụp vô rồi người ta đổ ra. Bảy, lấy hai gáo dừa kia kìa. Cầm hai cái gáo dừa ụp vô. Phải tao nói rồi, không có camera mấy anh, mày không làm ăn gì được. Ăn cái này không mà cũng ngày anh em. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ăn hay không? Khui không, khui không, khui này ra bớt không? Chứ thấy này nhỏ, nãy nhét gà vô cũng cực. Đầu lông nó ra đi. Ừ, tách ra luôn nè. Đó, em ơi, vĩnh băng. Không vĩnh rồi, nghỉ ăn luôn. Ồ, rồi, nó tách ra luôn nè mọi người ơi. Mọi người coi nè. Đó, trời ơi. Quá lập dẫn. Vô giò, vô giò tiểu bằng luôn. Quay 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 lại, quay lại, quay lại. Ừ, thơm quá. Thơm mùi cơm dừa cháy quá. Cơm dừa cháy. Đây là dừa nướng luôn anh em. Con trời được cắt này đi. Lột con đi ní. Đây, đây, quay, quay, lột hết đi ní. Cắt cái miếng này ra, rồi mình thử miếng này coi. Thử cái ngon không phải không? Ừ, được, 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 được. Ý, có dừng dính ẻm kìa, ý, dính với ai ẻm. Miếng này để hồi cho caramel nè. Kì vậy? Caramel hồi ăn miếng đó nha. Tao tưởng đâu cho ăn đùi rồi chứ. Nằm cái đầu đó, nằm cái đầu lấy cái ra luôn đi. Chắc này cho gầm gầm cái khác. Gà người ta mà nó đang đấm đầu không? Bị bả không? Đó, ấy à. À, ý. Giờ có tới tiết mục là lấy nó ra nghe anh em. Lấy nó ra đi. Ý. Rồi nhấc cái đầu lên được rồi. Ừ. Để đi. Đậu ý hả? Bụng lắm rồi. Trời ơi, đổ nó ra đi. Đây, đây, từ từ ra chứ. Rồi, sao quắt gà tao luôn rồi. Được, 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 được. Đó. Ê, cái mày... trứng, có trứng kìa. Ừ. Tưởng tượng tao hả? Rồi giờ mình đổ nước vô luôn nè. Giờ anh đâm cái nỉa đây đi. Đâm vô chịu lên đi, đổ nước ra. Đó đàng hoàng coi chừng nó rớt. Đổ nước vô luôn. Wow. Wow. Ê, lắc mấy xăm ra. Chưa, từ từ. Từ từ, để móc ra đi. Để lắc nó rớt. Trâu ơi xuống rồi. Có chưa? Rồi, xong rồi anh em ơi. Rồi, vậy camera men rồi, đưa camera men. Mày khu camera men. Ổ mày. Nè, ăn miếng nổi. Đây, thành quả nè anh em ơi. Vô, cái quay thành quả cái coi. Đấy. Ừ. Dạ? Nóng á. Nó cắn vậy.
quá, nóng á, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Nóng ai cho ăn ké mà lại đòi ai cho rồi ngồi vô nè. Review thôi nè, cứ review cái giò đi anh, review cái đồ cho rồi đem nhỏ mặn đùi cho nè. À. Nè à, cái đùi cũng cái đùi chứ gì, phải đùi không béo lắm, nhức xương gì cốt gì đó nghe người ta nói hả, review cái nghe anh em. Ôi nóng đây, em dập cho thôi. Nè nó thấy không, ai mượn ăn đi, người ta ai mượn mà người ta hay lắm. Mời khoan để chấm cái. Trời ơi. Mời mọi người cái nha. Mời mọi người cái thử. Ôi, ăn trước nè, anh trước này, em ăn trước. Ui. Ui. Sướng không? Sao? Nó có mùi dừa không? Chưa, từ từ chưa biết, để cắn miếng cái nữa mới biết. Anh nó ăn thử hết gà luôn mới biết. Thấy bạn hình như nó chảy nước miếng hay vậy á. Để em ăn thử cái cánh rồi. Ngon mọi người. Cái chất của trái dừa ra nó ngon quá mọi người ơi. Thằng này cái cánh mà sao nó ăn cái giò. Cái này không biết nó có bổ hay không nhưng mà trước mắt là thấy là ngon rồi đó. Ngon. Ăn thử gáo dừa coi. Ngon anh em à. Gà nhóc không ăn, ăn gáo dừa. Cũng ăn gáo dừa đi, ăn gáo dừa đi cô. Ăn gáo dừa rồi gà ai ăn. Để mình thử cái gáo dừa này nó coi nó có cái thấm cái gì không anh em. Thơm dữ ta. Thơm. Phải không? Béo. Đấy. Mày à. Ủa nghe. Béo. Ủa đó nghe fan. Béo á mọi người. Thơm. Ừ. Cái mùi dừa giống như mình nướng vậy. Thơm rất là ngon. Con gáo thì mình kia đó, mua lại luôn. Rồi thử tao miếng gáo vậy. Mà ăn. Thôi nói chơi á, để lát ăn. Rồi ăn. Ừ. Quay lâu lâu chút nha. Thèm. Giờ à, chắc mình kết thúc video anh em ơi. Anh em thấy hay thấy món gà này mới lạ, độc lạ thì anh em cho tụi mình xin một nút like, nút chia sẻ nha anh em. Còn nếu thấy thích nữa thì anh em nhớ cho tụi mình xin một nút đăng ký kênh. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Chào anh em.